Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại kênh Di Động Ninh Thuận, kênh chia sẻ kiến thức cho các bạn làm YouTube để thành công, để kiếm thu nhập cao. Đấy, thì mình hướng dẫn theo cái cách này á. Bạn nào mà muốn làm hoặc là làm lâu mà kênh không phát triển thì hãy nghe cho hết cái video đó. Chắc chắn một điều các bạn làm sẽ thành công thôi. Cái cách này là một trong những cái cách là hiệu quả nhất các bạn. Thì các bạn nhìn trên màn hình đây nè, là cái kênh Minh Triết Phật Giáo các bạn. Đó, các bạn nghe cho thật kỹ nha, để mình hướng dẫn được các bạn làm theo. Cái kênh này, cái anh này anh lập cái kênh này là anh nói về Phật pháp các bạn, đặc biệt là nói về thầy Thích Minh Tuệ. Nói chung là trong cái vụ lùm xùm này của Phật giáo này thì nó có liên quan rất là nhiều nhóm hội ha. Đó, nên anh này thì anh làm lên để anh chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của anh về Phật hiệu Phật pháp. Thì mình cũng nói cho các bạn vài lời về Phật pháp. Mình thì mình không có hiểu gì về Phật pháp, mình cũng không có đọc kinh sách về Phật pháp các bạn. Nhưng mà mình nói lên đây là mình chia sẻ cái quan điểm, cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Còn cái chuyện mình nói lên á, mình nghĩ rằng nó cũng không có đúng hay cái sai các bạn. Và mình nghĩ rằng mọi người cũng vậy thôi, không có, trong cái công cuộc này thì nó không có đúng sai, nhưng mà mỗi người cũng nên nói một cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Rồi từ từ sau này đó, rồi sẽ đúc kết lại, lấy ra những cái bài học gọi là hay nhất các bạn và đúng. Đấy. Chứ còn bây giờ thì nói chung là tranh luận người này nói qua người kia nói lại, nói chung là nó không có đúng sai gì ở đây đâu các bạn. Vì đây là cái mạng xã hội, vốn nó là như vậy rồi các bạn, không thể nào mà gọi là đi một luồng, đi theo một chiều được các bạn, mà nó luôn có hai chiều, hai luồng ý kiến khác nhau ha. Thì mình không có hiểu về Phật giáo các bạn. Nhưng mà Phật giáo, cái quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ Phật là có một nha các bạn nha. Phật là có một duy nhất thôi các bạn, là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân ra cũng là một người phàm tục như chúng ta thôi, con người bằng da bằng thịt, có ông bà, có cha mẹ, có tổ tiên, có vợ, có con. Đấy. Nhưng vì Ngài đã thấy được cái con người tham sân si, đấu tú, giành giật, nói chung là nó ghê tởm quá các bạn, thành ra Ngài mới tìm cho mình một cái con đường đi riêng, là đi tu đó các bạn. Đi tu để giải thoát, để giác ngộ. Đấy, Ngài từ bỏ hết. Thì cái chuyện mà Ngài từ bỏ hết tất cả để đi trên cái con đường tu tập của mình thì chắc chắn một điều các bạn ai cũng biết là gia đình trong cái lúc đó, vợ con, nói chung là người thân trong gia đình không có cho Ngài đi các bạn, dùng cái từ là cấm các bạn, không cho đi. Đấy, tại vì gia đình, một cái gia đình vọng tộc là một gia đình mà quyền lực nhất Ấn Độ thời đó là vua các bạn, thì Ngài là một hoàng tử, thì gia đình không thể nào mà chấp nhận cho Ngài đi trên cái con đường tu đạo của mình. Đấy. Nhưng mà sao, cấm thì cấm vậy, nhưng mà cái viền cá nhân của mỗi con người, mặc dù là ruột thịt, nhưng cái quan điểm, cái tư duy,
nó đều hoàn toàn khác các bạn. Và đôi khi trong cuộc sống có không phải là nó phải theo cái ý của mình, mình muốn thì như vậy, nhưng mà thực tế thì nó lại khác. Đấy. Đấy. Nên thành rồi, rồi sau này đó, sau này cũng phải chấp nhận. Đó, cấm thì cấm, nhưng mà ngài đi thì ngài cứ đi, nhưng cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận thôi các bạn. Nhưng ngài đã tu đắc đạo, Phật là người đời tôn cho các bạn. Tại vì cái hạnh, cái đức độ của ngài nó quá lớn. Đấy, người đời người ta tôn là Phật các bạn. Chứ còn thật ra Phật họ, ngài cũng không có cho mình là Phật, là một cái bậc thánh nhân, bậc cao siêu các bạn. Không có cho mình cái quyền đó, mà người đời người ta cho các bạn. Đấy, đó là Phật nha. Rồi, còn trong thế gian, trong cuộc sống hàng ngày, trong cái xã hội này, con người phàm tục như chúng ta đây đó, thì mình, quan điểm cá nhân của mình, thì mình thấy mình chia ra thành bốn dạng các bạn. Bốn dạng người như sau. Tức là cái dạng người thứ nhất là cái dạng người có tâm Phật. Có tâm Phật bỏ tất cả để đi theo con đường của Phật. Đấy, tức là từ bỏ hết tất cả. Nói chung là không giữ một cái gì hết. Bỏ hết, đi theo con đường tu tập của Phật. Đó là người thứ nhất. Rồi, cái người thứ hai cũng có tâm Phật luôn các bạn. Có tâm Phật nhưng không đi theo cái con đường của Phật. Vì tại vì họ còn vướng rất là nhiều nợ của trần gian, nợ đời, họ chưa có trả được, duyên nó chưa có đến, thành ra họ không thể nào đi theo cái con đường tu của Phật, mà trong cái tâm họ thì vẫn là có Phật. Đấy, đó là người thứ hai. Còn cái dạng người thứ ba, tức là mượn cái tâm Phật cũng muốn giảng pháp cho những người xung quanh họ được lắng nghe và thấu hiểu. Cái con người mượn cái tâm Phật này, tức là mượn đạo tạo đời nhằm để tu vĩ quảng bá bản thân các bạn. Đó. Nhưng những người như vậy á, họ cứ muốn là những người xung quanh phải tôn sùng họ. Đó, đó là người thứ ba. Rồi cái người thứ tư cũng là người cuối cùng, là cái người họ không có tâm Phật luôn các bạn. Nói chung là họ là một người vua thật, vua đạo, tức là họ không theo một cái đạo nào hết. Họ không có một cái đạo nào hết. Họ chỉ là một con người bình thường thôi các bạn. Tạo hóa sinh ra cho họ là một con người, thì họ có cái quyền họ sống và làm việc theo những gì họ thích, họ nghĩ, họ làm thôi các bạn. Đơn giản vậy thôi, chứ nó không có ràng buộc hay bất cứ một cái lý do nào, bất kỳ ai. Đấy, họ sống theo cái quan điểm cá nhân của họ thôi. Đó là người thứ tư. Đấy, thì cái người thứ tư thì họ sống quá đơn giản rồi các bạn. Họ không có cầu kỳ, không có rườm rà. Đấy, nhưng cái người trong bốn dạng người mình vừa nói trên, là cái dạng người thứ ba là cái dạng người gọi là nguy hiểm nhất, là cái dạng người phải nói là phức tạp nhất các bạn. Mượn tâm Phật đó, những con người đó họ luôn tìm những cái cách nào đó mà để gọi là để quảng bá cái bản thân của mình, để cho người đời tôn sùng các bạn. Đấy, như mục đích cuối cùng lại thì những người mượn cái tâm Phật này cũng nhằm tu vệ bản thân thôi các bạn, để mưu cầu lợi nhuận, lợi ích các bạn. Đấy, nên cái con người thứ ba này là con người rất là đáng sợ. Rồi, đó là như vậy, là người thứ ba. Còn cái người thứ hai,
có tâm Phật nhưng không đi theo Phật. Thì tại sao đã có tâm Phật mà không đi theo Phật? Thì hồi nãy mình cũng có đã nói rồi. Tức là họ còn nợ đời rất là nhiều. Họ chưa thể nào gọi là bỏ để đi theo Đức Phật được, đi theo con đường tu tập của Phật được. Là bởi vì họ còn nợ gia đình, họ còn nợ ông bà, cha mẹ, con cái, kể cả những người xung quanh mà họ chưa bao giờ trả hết được. Nên thành ra họ không dứt bỏ được các bạn, bắt buộc họ phải ở lại để trả nợ cho xong. Mặc dù là cái tâm Phật rất là tốt. Đấy. Cái tâm Phật rất là tốt, họ cũng luôn hướng thiện. Những cái con người này thì họ làm việc nói chung là rất là phép tắc các bạn, rất là có kỷ cương, nề nếp. Tức là họ làm gì làm, vì cuộc sống họ còn trả nợ thì bắt buộc cái chuyện kiếm tiền là phải bắt buộc rồi. Bắt buộc họ phải kiếm tiền rồi. Nhưng trên cái công việc để kiếm tiền đó, họ không có lừa gạt, họ cũng không có tranh giành hơn thua nhiều so với những người bình thường. Đấy. Sao cũng được các bạn, miễn có công việc, miễn có thu nhập là ok rồi. Rồi đôi khi có nhường, có nhịn một chút cũng không sao các bạn. Ai có hơn một chút cũng không sao các bạn. Đơn giản là họ ở lại, họ làm việc để họ trả nợ đời thôi. Đó, đó là người thứ hai. Rồi, bây giờ mình sẽ nói của con người thứ nhất. Cái dạng người thứ nhất là cái dạng người có tâm Phật và đi theo Đức Phật, làm theo những gì Phật dạy. Thì tức là người này là họ không còn nợ gì nữa các bạn. Họ cảm thấy họ không có nợ gì nữa hết, họ đủ duyên rồi. Họ đi theo con đường của Phật luôn. Họ giác ngộ ra, họ đi theo con đường của Phật. Thì bằng mọi thứ họ phải bỏ hết tất cả, ngoài cái thân mang trên người đi phiêu bạc khắp nhân gian. Nếu bỏ được họ cũng bỏ luôn các bạn. Nên cái người có tâm Phật đi theo Phật thì họ không có suy nghĩ nhiều các bạn. Trong đầu chỉ có một chữ không thôi, không còn cái gì nữa, không vướng bận, không hơn thua, không giành giật, không sân si, không soi mói. Nó tóm lại ai làm gì làm, ai nói gì nói các bạn, họ vẫn hoan hỷ, vui vẻ và tha thứ, mở lòng lưu lượng từ bi. Đó, không trách nề các bạn. Đấy, còn trong cái việc đi cuối cùng, tức là họ là những người đã đi theo Phật rồi, thì tức là họ đơn giản lắm. Cứ mỗi sáng còn mở mắt dậy thì họ cứ đi các bạn, đi thôi. Nói chung là cứ đi vậy đó, đi. Mệt thì nghỉ các bạn, ai cho thì ăn các bạn, không cho thì nhịn các bạn. Đấy, cứ đi thôi. Rồi bắt đầu đi cho đến tối thì tới chỗ nào thì cứ ngủ chỗ đó, bất kỳ chỗ đó là chỗ nào. Không có nhất thiết là chỗ đó phải là một cái nơi có những cái mái tạm để chi nắng mưa, sương gió lạnh các bạn. Họ đi tới đâu thì họ sẽ nghĩ tới đó. Ví dụ như họ đi tới tối ngày đó có một cái gốc cây thì họ sẽ ngồi dưới cái gốc cây, họ ngủ, đó, họ nghỉ rồi. Hoặc là tới chỗ đó là một cái nghĩa địa, hoặc là tới chỗ đó là một cái nghĩa địa thì cũng ngồi trên cái nghĩa địa đó ngủ các bạn. Hoặc là tới cái nhà hoang thì ngồi trên cái nhà hoang ngủ các bạn. Đơn giản như vậy thôi. Còn quần áo mặc thì nói chung là lụm được cái gì mặc cái đó thôi. Ai lụm được cái gì là mặc cái đó thôi. Nói chung là chủ yếu là những cái tấm vải chia thân thôi, chứ nó không quan trọng là đẹp hay xấu nữa các bạn. Thật ra đẹp hay xấu nó không có và nó không có tồn tại trong cái những người có tâm Phật các bạn và đi theo Phật. Đấy, nó không có. Còn cái việc nếu mà như vậy không tắm rửa thì nó sẽ hôi hám. Thật ra Phật cũng không nghĩ luôn các bạn. Hôi cũng được mà không hôi cũng được, cũng không sao các bạn. Đấy, tức là đi, cứ hàng ngày đi. Ví dụ như đi đụng sông suối chỗ nào, ví dụ chỗ đó có nước thì dừng lại tắm thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà lỡ mà đi mà không gặp sông suối thì cũng không tắm luôn các bạn. Ví dụ như một năm mà không gặp sông suối cũng không tắm luôn các bạn, cũng không sao các bạn. Mà còn ví dụ như mới tắm bữa nay mà đi dài bữa gặp tiếp thì tắm tiếp vẫn được các bạn. Đó. Đại khái là nó như vậy. Tắm cũng được mà không tắm cũng được, cũng không sao.
tức là không có cái gì hết ngoài cái thân xác. Nếu bỏ được thì người ta vẫn bỏ được mà, đó, người đã đi tu theo đạo rồi, giải thoát, gọi là tìm đường giải thoát các bạn. Nên trong cuộc sống nhân sinh, con người với con người tranh giành rất là đủ thứ, rất là khổ não các bạn. Hơn thua giành giật đấu đá, toàn là những cái phiền toái và đau khổ không các bạn. Nên trong cái cuộc sống nhân sinh, dù có tiền hay không có tiền, thì 100% tất cả mọi người đều khổ. Chứ không phải có tiền là sướng hay là không có tiền là khổ. Nói chung là khổ thì tất cả đều là khổ. Còn người đời của chúng ta nhìn cái vẻ bên ngoài có tiền, có của thì nhìn nó sang trọng, thế này quý phái, thế này thế kia, nhưng mà thật chất không phải là sướng. Nó không có gì gọi là sướng hết các bạn. Từ khi con người qua đời không còn một cái gì nữa, là lúc đó không còn suy nghĩ, không, nói chung không biết mình đã có tồn tại trên cái thế gian này không nữa. Nói chung là tất cả đều là về một cái chữ không, tức là không có gì các bạn, như một cái không khí trong cái vũ trụ bao la này. Đó. Nó không có gì hết. Rồi, mình chia sẻ, đó là mình nói về cái quan điểm cá nhân, cái sự mình thì mình không có hiểu, mình không có đọc về Phật Pháp nhiều. Đó, thì cái quan điểm cá nhân thì mình thấy như vậy. Mình chia sẻ cho các bạn. Đó, còn các bạn nào có thấy có hay hơn thì để lại bình luận cho mọi người vô cùng đọc rồi tham khảo để hiểu thêm ha, về Phật Pháp. Nói chung nó cũng rất là hay. Đó, mình nói là mình để chia sẻ mở lòng ra, chứ không phải là nói ra để tranh luận hay cãi vã các bạn nha. Mình nói để chỉ chẳng qua là mở lòng ra, mỗi người mở lòng ra một chút, cùng cái quan điểm của mình suy nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đấy. Nên thật ra hiện tại nó có rất là nhiều môn phái rất là gây cấn mà chúng ta cũng không có hiểu. Nói chung là không có cái môn phái nào đúng hoặc là môn phái nào sai đâu các bạn. Nó là quan điểm rồi, mà đúng sai gì. Mình vấn đề trong cuộc sống là hỏi bản thân của mỗi người chúng ta, mình thông cảm cái hoàn cảnh đó được bao nhiêu. Ví dụ như hôm nay mình thông cảm được mới có 10% thôi, còn ghét tới 90% là các bạn. Thông cảm thì quá ít mà ghét thì còn quá nhiều. Thì thôi mình cố gắng lên một chút nữa đi, tăng lên 20% đi các bạn đó, cho nó giảm cái sự ghét xuống, nó còn 80% thôi. Và cứ như vậy mình cố gắng mình giảm cho đến khi nào mình thông cảm được 100%, tức là 100% là hết ghét rồi các bạn. Đó, mình hiểu rồi đó, đời là nó như vậy các bạn. Đó, mình thông cảm được bao nhiêu chứ không phải là chứ không phải là đúng hay sai các bạn. Rồi bây giờ quay lại mình hướng dẫn cho các bạn, đây là cái kênh Lý Triết Phật Giáo. Bây giờ mình vào cái phần giới thiệu này cho các bạn xem. Đây, kênh này mới tham gia luôn này các bạn. Đó, ngày 30 tháng 5 đó, 2024, mới có 5 tháng thôi các bạn. Mà hiện tại thì kênh được 2.423.697 lượt xem, cũng VIP nha. Đó, 231 cái video rất là ít, 12.200 người đăng ký. Đó, tất cả đều là thật này các bạn. Đấy, cái lượng view, lượng người đăng ký, lượng video ra nó đường đồng bộ tương đối với nhau. Đó, rất là mới, kênh mới thành lập luôn. Rồi, bây giờ mình ra đây. Thì cái kênh này lấy nguồn cảm hứng, nói chung là chia sẻ về Phật Pháp và cái sự hiểu biết của nói lên cái quan điểm cá nhân của cái kênh này á, thì là bắt đầu từ Sư Thích Minh Tuệ đó các bạn. Sư Thích Minh Tuệ đó, nói chung là hiện tại thì nhiều người cũng phản đối, nhưng mà nhiều người thì cho rằng là cái hành đó rất là tốt, rất là đáng tôn trọng các bạn. Đó, nhiều người thì cho rằng là lừa bịp thế này thế kia, lừa bịp, nên chúng ta cũng không thể nào mà nhìn qua rồi chúng ta đánh giá. Còn cái chuyện mà trên cái mạng xã hội đó, những cái video đó, cái chuyện cắt ghép cái công nghệ AI bây giờ, nó thiệt với các bạn, cắt ghép rất là đơn giản các bạn. Thậm chí người mà của các bạn đó, mà nếu mà người ta giả một người y chang cũng vẫn được mà. Đó, thì thành ra cái việc mà cắt video ghép dàn dựng qua lại thì đó là một chuyện rất là dễ, không khó với cái công nghệ 4.0 này. Đó,
Nên thành ra là chúng ta phải hiểu một chút để chúng ta nhận dạng ra như thế nào cho nó hợp lý các bạn, chứ không cũng không có đúng sai luôn, cho nó hợp lý thôi. Đó. Còn cái chuyện mà ví dụ mình nói ví dụ như thầy Thích Minh Tuệ này có lừa bịp hay là làm theo một cái đạo diễn kịch bản nào đó, mục đích cuối cùng sau này là mưu cầu lợi ích cá nhân hay là tổ chức, mình nói ví dụ như vậy thôi, thì cái đó thì cũng hiện tại không có ai mà gọi là trả lời đúng được hoặc là sai, cũng không có đúng có sai. Nhưng cái câu trả lời đó nó phải nói về thời gian các bạn. Thời gian ở đây nó tùy thuộc dài hay ngắn thì chúng ta cũng chưa thể nào gọi là biết được, nên thành ra chúng ta không thể nào đưa ra một cái kết luận được. Đấy, nên thường cái con người á, lúc mà còn sinh thời á, các bạn, thì thường là con người ta mặc dù là có những cái hành động rất là tốt nhưng mà người ta không phục các bạn, người ta cho rằng là một cái chuyện là tầm thường, không phục. Đấy, rồi cho đến khi mà con người qua đời các bạn, thì bắt đầu mọi thứ, cuộc đời của một người đó đã kết thúc rồi. Tức là có muốn có không cũng không còn nữa các bạn, không còn dương gian này nữa. Thành ra là cũng không có bày trò được nữa, cũng không có diễn được nữa. Tức đó là mọi thứ đã biến mất rồi. Thì bắt đầu con người ta mới tìm lại quá khứ trong cuộc hành trình của một người đó, để họ nhận định lại những cái hành động, những cái lời nói, cái lúc người đó còn đương thời, còn sinh thời, còn sống đó các bạn, họ làm như thế nào, họ nói như thế nào. Rồi lúc đó người ta mới có một cái kết luận là nó đúng hay sai. Mình nói ví dụ như thầy Thích Minh Tuệ, nếu như làm theo một cái kịch bản đạo diễn của một tổ chức, mục đích mưu cầu sau này là lợi ích. Lợi ích thì nó liên quan đến tiền rồi, nhưng mà Phật thì người ta không có cần tiền các bạn. Đó mình nói ví dụ thôi nha. Tiền thì một lúc nào đó nó cũng sẽ lộ ra thôi các bạn, nó sẽ hiện nguyên hình thôi các bạn, chứ không thể nào mà giả dối suốt cuộc đời được. Đấy, một lúc nào đó nó cũng sẽ lộ ra thôi, tại vì cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Đó là một cái điều mình nghĩ rằng rất là chắc chắn. Nhưng mình nói ví dụ như lỡ trên cái con đường tu đạo của ngài Thích Minh Tuệ cho đến khi qua đời luôn thì nó như thế nào, thì đó có phải là một vị xuất gia đi theo con đường tu đạo, làm theo những lời của Đức Phật, nó hoàn toàn rất là đúng, không vi phạm về đạo pháp các bạn. Rồi bắt đầu lúc đó người ta mới tôn sùng, tôn thờ lên, có thể người ta lập tượng hay là lập thờ tôn lên như một đức Phật. Đấy, đó là khi con người qua đời thôi, chứ còn hiện tại thì không thể nào các bạn, không thể nào có được, vẫn còn tranh luận, tranh hoài thôi các bạn, tranh tại vì tranh hoài thôi các bạn. Nhưng mà cái tranh ở trên YouTube này, mục đích con người ta, mục đích vẫn là gây sự chú ý của mọi người để kiếm thu nhập thôi các bạn. Đấy, để kiếm thu nhập thôi. Chứ đôi khi họ, mình nói thiệt, có nhiều người thì họ nghĩ thật, nhưng mà có nhiều người họ cũng không nghĩ gì đâu các bạn. Mục đích của họ là làm video ra để kiếm tiền. Đấy, nên thành ra còn cái việc mà đi theo cái con đường tu đạo của Đức Phật, thật ra cái quan điểm của mình các bạn, không cần thiết ai phải cho phép hay là không cho phép các bạn. Cái quan trọng là ở nơi chính bản thân mình, mình đủ hiểu biết, mình giác ngộ và mình có làm được hay không thôi, là mình đi hay không thôi, là bản thân mình là người, gọi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng quyết định cái điều đó các bạn, chứ người khác không bao giờ can thiệp được.
Nhưng cái con người trong cái thời buổi văn minh hiện đại này, họ luôn muốn tất cả mọi thứ nó đều phải nằm trong một cái khuôn khổ quản lý của một cái tổ chức nào đó nhằm để quản lý các bạn. Nhưng mà thật ra Phật không có như vậy các bạn, không có quản lý các bạn. Đã quản lý thì chắc chắn một điều các bạn cần nó sẽ có sai sót rất là lớn. Đã quản lý rồi thì không thể nào mà quản hết được các bạn. Đó nên thành ra nếu mà là nhà Phật hay là con của Phật thì nó mọi thứ đều bình đẳng, ngang hàng giống như nhau các bạn. Nó không có cấp bậc, nó không có hơn thua các bạn. Đó mới là Đức Phật. Chứ còn nó đã hơn thua rồi, có quản lý rồi thì còn Phật gì nữa các bạn, nó có giai cấp rồi. Không? Thành ra là nếu có phân biệt giai cấp thì nó sẽ sinh ra tiêu cực. Đó là điều chắc chắn các bạn, nó sẽ sinh ra tiêu cực. Quyền lợi lợi ích mà, làm sao mà không xảy ra được. Đấy. Nên đã đi, đã ai là người thật sự có tâm Phật mà đi theo hướng của Phật đó, thì đừng, họ không nghĩ ngợi nhiều đâu các bạn. Họ cũng không quan tâm đâu các bạn. Tại vì bản thân của họ, họ đang làm, họ đang gánh chịu các bạn. Họ đang, cái kiếp nạn của họ, họ đang nhận lấy mà. Chứ họ khổ, đâu có ai khổ giùm các bạn. Họ đau cũng không ai đau giùm. Họ đói cũng không ai đói giùm. Nó tóm lại là mọi thứ là của họ. Chứ bây giờ mình nói ví dụ như ông quản lý tôi, ông thế này thế kia, nhưng mà tôi bệnh, tôi đau, tôi ốm, tôi đói, tôi khát, ông có đói giùm tôi, ông có đau ốm giùm tôi không? Không có các bạn. Mà Đức Phật là người ta dạy là con người buông bỏ, nói chung là hãy sống bao dung độ lượng, từ bi hỷ xả, chứ không phải là soi mói để hơn thua giành giật với nhau. Mày là không được tôn sùng, người đời không được tôn sùng, tao phải là người đời mới được tôn sùng, mới là xứng đáng. Ví dụ tao là với cương vị là một chức vụ này chức vụ nọ, ví dụ như vậy các bạn, là người đời phải tôn sùng tao chứ không phải tôn sùng mày. Thì thật ra đó, nên hồi nãy mình mới nói có bốn dạng người, thì cái dạng người thứ ba là cái dạng người nguy hiểm nhất đó, mượn đạo để tạo đời. Rồi bây giờ các bạn ha, đây là kênh Minh Triết Phật Giáo, nó là như vậy. Bây giờ mình xuống phần video nè, đây xuống phần video đây. Tới kênh này thì nói về đó, thì cũng vẫn là nằm trong cái chủ đề lúa trên thôi các bạn. Nhưng mà thật sự mình phân tích chút nữa để cho các bạn hiểu về cái kênh này nha. Làm thì video ra đây hiện tại là 13 giờ trước nè, 62.000 lượt xem nè các bạn. Đó, nói chung là mình thấy cái kênh này nhìn qua thì một ngày, hai ba ngày cái video có khi hai cái thì nó cũng vui chừng. Đấy, chứ nó không có điều đặn như những người đú trend mạnh mẽ các bạn. Những người đú trend mạnh mẽ họ kiếm thu nhập á, là đa phần là những cái kênh là đi trước, những cái kênh họ làm YouTube, họ đã có cái kênh của họ được YouTube bật việc kiếm tiền rồi, tức là họ làm video ra là chỉ có tiền về thôi. Thành ra là họ làm rất là nhiều, họ không quan tâm nhiều vấn đề nóng giận của mọi người đó, chửi bới thế này thế kia, nên là họ cứ làm nhiều. Còn về những cái kênh này thật ra họ mới, nói chung là họ chưa có am hiểu gì YouTube đâu các bạn. Thật sự mình nói thì chưa có am hiểu gì YouTube đâu, chẳng qua làm thì làm vậy thôi, đăng lên thôi, rồi có xem thì cũng biết xem rồi vậy thôi. Chứ còn thật sự họ chưa có nhận cái đồng tiền của YouTube, nên thành ra họ cũng không biết được cái chính sách của YouTube, nó làm cái cách nó làm nó điều hành như thế nào, và cái người làm YouTube đối tác phải thực hiện ra làm sao đó, phải chấp hành những cái quy định nào để không bị vi phạm các bạn. Họ không hiểu đâu, họ làm thôi đấy. Nên thành ra là mình hướng dẫn đây để cho các bạn ní ra những cái lỗi nha, ní ra những cái lỗi không cần thiết các bạn. Nói chung là lỡ phạm cái lỗi, nói chung là nó rất là tệ hại các bạn, như công sức đủ sông đủ biển đấy, để ní ra được ní. Ở đây nè, thì làm cái kênh này thì mình nghĩ là trong quá trình, tại vì làm YouTube thì cái giai đoạn đầu, tức là YouTube nó yêu cầu mỗi người tham gia YouTube đều phải đủ cái điều kiện là 1.000 sub nha, 1.000 sub, 4.000 giờ xem đó. Hai cái đó là hai cái chủ chốt, 1.000 sub, 4.000 giờ xem, tức là YouTube nó cho bạn đủ điều kiện để cho nó việc, để bật kiếm tiền cho bạn
đó, 4.000 giờ xem rất là nhiều các bạn. Nhưng mà thật ra nếu mà làm như thế này thì 4.000 giờ xem thì cũng đơn giản thôi các bạn, chứ không nhiều. Đấy, nhưng mà kênh này thì chắc chắn một điều thì cũng chưa nhận đâu các bạn, chưa nhận tiền đâu. Trong quá trình tiến hành đó, đang gửi đơn yêu cầu đó, thì nay mai cũng nhận thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây nè, những cái người làm, những